Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là video chương trình bình luận 2 của ngày hôm nay, ngày thứ ba, 17 tháng 10 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Với nhan đề Biden đang ủng hộ Netanyahu hay Hamas. Bài của các tác giả John Nicol, Caroline Glick, Jennifer Hansler và Kayla Taus. Kính thưa quý vị, tình hình cuộc chiến Israel-Hamas hiện nay đang có hai thông tin trái chiều nhau. Một bên cho rằng Mỹ đã ủng hộ quá đáng Netanyahu trong phản ứng, không muốn kiềm chế Israel để họ mặc sức tấn công pháo kích và gây chết hàng ngàn dân thường, khiến những đồng minh của Hamas như là Hezbollah, Iran có thể tham gia chiến tranh và khiến cuộc chiến trải rộng hơn. Nhưng mà đồng thời từ chiều ngược lại, họ cho rằng Mỹ đang muốn Israel nương tay, tránh thiệt hại quá nặng cho phía Hamas, tạo áp lực lên Netanyahu khi mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp thủ lĩnh phe đối lập của Israel là Yair Lapid và lãnh đạo Qatar, nơi mà Hamas có trụ sở. Đồng thời Mỹ thúc đẩy Israel chấp nhận các đoàn xe viện trợ cho Gaza, nhưng mà thực chất là những xe này chở hàng viện trợ hay vũ khí tiếp tế cho Hamas đây. Và phía Israel thì cương quyết không chịu mở cửa biên giới cho những đoàn xe này vào. Thực hư như thế nào? Tôi xin đưa ra hai thông tin này vào cùng một bài bình luận để quý vị thính giả nghe và có ý kiến đóng góp, thảo luận cùng nhau. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, kể từ cuộc tấn công khủng khiếp vào ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân của ông và sự ủng hộ vững chắc của ông dành cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bằng cách nhắc lại khoảng thời gian của mối giao hảo đã kéo dài 40 năm của ông và Netanyahu. Với câu hỏi là liệu sự ủng hộ của Tổng thống Biden có thực sự tốt cho Netanyahu hay không? Trước hết, tôi xin nói về sự ủng hộ của chính quyền Mỹ có thực sự dành cho Netanyahu hay không? Tôi nghĩ là không, thưa quý vị. Mà Tổng thống Biden cần thẳng thắn thừa nhận rằng hiện tại người Israel đã đúng khi họ chỉ trích ông Netanyahu là một nhà lãnh đạo thất bại. Và khi biết ý muốn của người dân Israel như vậy, thì ông Biden cần chặn đứng bàn tay nhuốm máu của Netanyahu, không để ông ta tiêu diệt toàn bộ người dân ở dải Gaza. Tổng thống Biden cần hiểu rằng Netanyahu là một tên lang băm đầy tai tiếng, với lịch sử lâu dài tham gia vào các canh bạc chính trị tuyệt vọng để cố gắng duy trì quyền lực của mình, một kẻ không khác Donald Trump là mấy. Những gì Netanyahu đang làm chính là những bài học không tốn tiền mua dành cho Donald Trump ngày mai. Khi mà ông ta có cơ hội nắm được quyền lực thì cũng sẽ tìm mọi cách để cải cách tư pháp, hủy bỏ hiến pháp để vượt thoát khỏi sự trừng phạt và nắm quyền lâu nhất có thể. Netanyahu hiện đang bị nhiều người dân Israel đánh giá là một nhà lãnh đạo thất bại và sai lầm, nguy hiểm. Sự chỉ trích đối với Netanyahu đã lan rộng và đặc biệt gây gắt ở Israel, với tờ nhật báo Haaretz tuyên bố vài giờ sau cuộc tấn công hôm thứ Bảy tuần trước. Họ nói rằng thảm họa xảy ra với Israel vào ngày lễ Simchat Torah là trách nhiệm rõ ràng của chỉ một người, đó là Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Netanyahu là người luôn tự hào về kinh nghiệm chính trị dày dặn và sự khôn ngoan không thể thay thế của mình trong các vấn đề an ninh, đã hoàn toàn không xác định được những mối nguy hiểm mà ông đã chủ ý dẫn dắt Israel gặp phải khi mà thành lập một chính phủ thôn tính và tước đoạt, khi mà ông ta bổ nhiệm toàn những kẻ cực đoan vào các vị trí chủ chốt trong một chính phủ cực hữu nhất,
trong lịch sử Israel, đồng thời áp dụng chính sách đối ngoại công khai phớt lờ sự tồn tại và quyền của người Palestine. Nhưng mà không chỉ là tờ báo Haaretz, một tờ báo tự do từ lâu đã luôn chỉ trích hành vi sai trái của Netanyahu, mà 86% người Israel gốc Do Thái được trung tâm đối thoại uy tín của quốc gia này khảo sát trong tuần này cho biết là họ tin rằng chính phủ và thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm về sự xâm nhập hàng loạt của những kẻ khủng bố Hamas vào Israel và tạo ra vụ thảm sát sau đó. Đó là theo báo cáo của Jerusalem Post hôm thứ Năm. Và quan điểm đó đã vượt qua ranh giới đảng phái và hệ tư tưởng. Khi mà 79% người Israel gốc Do Thái được xác định là họ đã từng ủng hộ liên minh của Netanyahu trước cuộc tấn công. Họ đã đổ lỗi cho cuộc tấn công bất ngờ hôm thứ Bảy của Hamas là do sự thất bại của những người lãnh đạo đất nước. Và trên thực tế có khoảng 25% người Israel không phải là người gốc Do Thái. Phần lớn trong số họ là người gốc Ả Rập theo đạo Hồi và Thiên Chúa Giáo, những người có lịch sử phản đối mạnh mẽ đối với ông Netanyahu và đảng Likud của ông. Có thể nói rằng Thủ tướng Netanyahu đang có quan điểm chính trị khá rắc rối ở trong nước. Đúng như vậy thưa quý vị, 56% những người được khảo sát trong tuần này cho biết là ông Netanyahu phải từ chức bởi cuộc xung đột trước mắt. Lãnh đạo phe đối lập là Yair Lapid đã từ chối tham gia chính phủ đoàn kết do Netanyahu tổ chức sau vụ tấn công, bởi vì ông nói rằng ông sẽ không phục vụ cùng với các quan chức chính phủ phạm tội thất bại không thể tha thứ. Netanyahu có thể thành lập một chính phủ mới với sự giúp đỡ của một đối thủ chính trị khác. Đó là Benny Gantz. Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Sáu cho thấy đảng Thống nhất Quốc gia của Benny Gantz sẽ giành chiến thắng vang dội trước Likud nếu mà cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ. Trở lại với nước Mỹ, thưa quý vị. Tổng thống Biden luôn là người ủng hộ mạnh mẽ Israel và ông vẫn làm như vậy. Nhưng mà ông ấy cần phải thừa nhận, cũng như nhiều người Israel từng thừa nhận, rằng việc Israel và thế giới trao cho Netanyahu một tấm sét trống để ông ấy có toàn quyền làm theo những gì ông ấy chọn là một ý tưởng tồi. Điều đó đặc biệt đúng hiện nay, khi mà cuộc tấn công của Israel vào Gaza bước vào một giai đoạn mới, kinh hoàng hơn, chết chóc nhiều hơn. Hôm thứ Sáu, như một phần của cuộc bao vây khiến khoảng 1.800 thường dân Palestine thiệt mạng, các quan chức Israel đã ra lệnh cho 1,1 triệu người Palestine phải rời khỏi miền Bắc Gaza ngay lập tức. Theo Liên Hiệp Quốc, đây là một yêu cầu không thể thực hiện được. Đồng thời cảnh báo rằng việc buộc những người Palestine phải rời đi sẽ gây ra hậu quả tàn khốc về nhân mạng và có thể biến thành một thảm kịch lớn, một tai họa không thể giải quyết được. Nhóm nhân quyền Israel B'Tselem được quốc tế tôn trọng. Trong nhiều thập niên, họ đã bảo vệ quyền của người Israel và người Palestine, đã lập luận hôm thứ Sáu rằng nỗi đau khủng khiếp về những hành động tàn bạo mà Hamas gây ra hôm thứ Bảy là không thể biện minh được cho sự tổn hại như vậy đối với dân thường. 2 triệu người sẽ không thể sống sót trong những hoàn cảnh tồi tệ như vậy, và một cuộc khủng hoảng nhân đạo hoàn toàn do con người gây ra đang đến gần. Và Tổng thống Biden cần chú ý nhiều hơn đến những gì mà các nhóm nhân đạo và nhân quyền đang nói. Tổng thống Biden đã đưa ra một số tuyên bố có giá trị mà tờ báo Haaretz đã công nhận vào thứ Sáu, khi mà họ nhấn mạnh rằng nhận xét của Tổng thống Biden nói rằng các nền dân chủ sẽ mạnh mẽ hơn và an toàn hơn khi chúng ta hành động theo luật pháp. Tờ báo nhận định một cách thẳng thắn và trung thực rằng lời nói của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đóng vai trò là la bàn đạo đức của chúng ta. Israel phải đáp trả cuộc tấn công tội phạm chống lại mình, nhưng mà không phải với cái giá là để quân đội được tự do phạm tội ác chiến tranh. Thưa quý vị,
Điều đó có nghĩa là ông Biden phải ngừng khuếch đại sự ủng hộ vô điều kiện mà ông đã dành cho Netanyahu. Ông cần phải biết thách thức Netanyahu khi mà ông ta làm sai. Chắc chắn là cách tiếp cận tàn bạo, vô lương tâm, không tình người của Netanyahu. Có thể là có nhiều người ủng hộ ông ta ở Israel, và có một số người còn muốn ông ta phải làm mạnh hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Nhưng mà vẫn có nhiều người Israel khác, họ biết rằng những gì Netanyahu đang làm là khủng khiếp đối với Gaza, khủng khiếp đối với Israel và kinh khủng đối với thế giới. Chúng ta có thể nghe lời trần tình của Noy Katzman, là em trai của Hajim, là người đã bị giết bởi Hamas hôm thứ Bảy. Noy Katzman kết thúc một cuộc phỏng vấn với CNN bằng cách nói với người dẫn chương trình Jack Tapper rằng: "Điều tôi muốn nói là, điều quan trọng nhất đối với tôi, và tôi cũng nghĩ đối với anh trai mình, là cái chết của anh ấy sẽ không được dùng để giết những người vô tội khác. Đáng buồn thay, chính phủ của tôi đang sử dụng cái chết của con người một cách đầy cay độc để giết những người khác. Họ hứa với chúng tôi rằng hành động đó sẽ mang lại cho chúng tôi sự an toàn. Họ luôn nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi giết đủ số người Palestine thì điều đó sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Nhưng tất nhiên nó không bao giờ mang lại cho chúng ta sự bình yên, và nó không bao giờ mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó chỉ mang đến cho chúng tôi ngày càng nhiều nỗi kinh hoàng hơn, và ngày càng có nhiều người bị giết như anh trai tôi. Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với người dân ở Gaza như đã xảy ra với anh trai tôi, và tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Vì vậy, đó là lời kêu gọi của tôi tới chính phủ của mình. Hãy ngừng giết hại những người vô tội ở Gaza. Đó không phải là cách mang lại hòa bình và an ninh cho người dân Israel. Thưa quý vị, nói từ cả hai phía, với những nguồn tin trung thực, thì bây giờ với câu hỏi là sự ủng hộ của chính quyền Mỹ có thực sự dành cho Hamas hay không? Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đều tuyên bố rằng Hoa Kỳ mong muốn Israel cho phép đoàn xe tải chở viện trợ nhân đạo vào Gaza. Nhưng mong muốn này khó có thể được Israel đáp ứng. Tại sao như vậy? Theo báo cáo thì có hàng trăm chiếc xe tải xếp hàng dọc biên giới ở Ai Cập chờ vào dải Gaza, mang theo những thứ mà họ gọi là viện trợ nhân đạo. Và những chiếc xe tải này nếu được phép đi vào Gaza thì sẽ không bị kiểm tra dưới bất kỳ hình thức nào. Không có lý do gì để Israel có thể tin rằng họ đang mang sữa bột và thực phẩm đến cho người dân Palestine, những người nghèo khó. Và Israel có lý do để tin rằng những chiếc xe này đang mang theo những trang thiết bị chiến tranh, súng đạn và các chiến binh thánh chiến đến để tăng viện cho Hamas. Chính vì vậy, bất cứ thứ gì và bất cứ ai ở trong xe tải chở viện trợ nhân đạo, tất cả số đó sẽ được chuyển đến cho Hamas và sẽ được phân phối để mang lại lợi ích cho Hamas. Những chuyến xe viện trợ nhân đạo này sẽ tăng cường khả năng của Hamas trong việc tiêu diệt và làm bị thương, lấy đi những mạng sống của những người binh sĩ IDF Israel đang hiện diện sẵn sàng ở biên giới, những người đang chờ chính phủ Netanyahu ra lệnh cho họ tiến vào dải Gaza. Tổng thống Biden, ông Blinken và Sullivan nhấn mạnh rằng họ muốn cung cấp cho Gaza những chiếc xe tải với đồ viện trợ để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza. Nhưng, thưa quý vị, Hamas chính là Gaza. Tất cả các bộ quan trọng ở Gaza đều là Hamas. Tất cả bệnh viện đều là của Hamas. Trụ sở quân sự chính quan trọng của Hamas nằm dưới lòng đất của bệnh viện Shifa. Người Mỹ chẳng lẽ không biết được điều này hay sao? Bằng cách cấm dân thường thoát khỏi Gaza để đến lãnh thổ của mình, ngay cả với mục đích quá cảnh sang nước thứ ba,
thì Ai Cập đang hợp tác với nỗ lực chiến tranh của Hamas. Bằng cách cho phép Ai Cập duy trì vị thế của mình và yêu cầu Israel cho phép Hamas được nhận tiếp tế và gọi đó là viện trợ nhân đạo tiếp tế, thì chính quyền Biden đang gài bẫy dân thường ở Gaza mà họ tuyên bố rằng họ quan tâm đến việc bảo vệ dân thường. Nhưng mà thực tế là những người dân Palestine nghèo khổ sẽ vẫn ở dưới sự kìm kẹp của Hamas. Chúng sẽ vẫn dùng người dân Palestine làm lá chắn sống và bia đỡ đạn. Rõ ràng là Hoa Kỳ cũng đang hành động vi phạm luật pháp quốc tế có tính ràng buộc, như giáo sư Avi Bell của trường luật đại học bà Elan và đại học San Diego đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên The Caroline Click Show vào Chủ nhật, và đã nói rằng trong khi Tổng thống Biden và các trợ lý của ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ mong đợi Israel tôn trọng luật chiến tranh quốc tế qua nỗ lực chiến tranh chống lại Hamas, nhưng mà quan điểm của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc chiến đó là bất hợp pháp. Kính thưa quý vị, sau cuộc tấn công thánh chiến ngày 9/11/2001 vào Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 1373 theo chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc có tính ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 1373 quy định tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải hạn chế cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, chủ động hay thụ động, cho các tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến hành vi khủng bố. Nghị quyết 1373 cũng yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải từ chối nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ tài trợ, lập kế hoạch, hỗ trợ hoặc thực hiện các hành động khủng bố hoặc cung cấp nơi trú ẩn an toàn. Tôi nói là bởi vì sau chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Antony Blinken vào thứ Năm tuần trước, ông ta đã tới Qatar, và Qatar là nơi giam giữ những bậc thầy khủng bố hàng đầu của Hamas. Họ đã lên kế hoạch cho hành động tàn bạo của mình từ Qatar. Tiền mặt và vũ khí của Iran được chuyển đến Hamas thông qua Qatar. Và kênh vệ tinh Al Jazeera của Qatar là một phần không thể thiếu trong cỗ máy khủng bố của Hamas. Vào sáng thứ hai, quân đội Israel IDF thông báo rằng các phóng viên của Al Jazeera đang chuyển thông tin về các vị trí và số lượng quân của IDF cho Hamas, cả trực tiếp và thông qua các chương trình phát sóng của họ. Bất kỳ việc cung cấp viện trợ nào cho Gaza do Hamas đang hoàn toàn kiểm soát, tất nhiên đều là hỗ trợ chủ động hoặc thụ động cho Hamas, cho khủng bố, và do đó là bất hợp pháp. Bởi vì tôi xin nhắc lại với quý vị thính giả một lần nữa, Qatar là Hamas, Gaza là Hamas. Thay vì chỉ định Qatar chính thức là nhà tài trợ khủng bố, thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chào đón Ngoại trưởng Qatar là ông Mohammed bin Abdulrahman bin Yassin Al Thani như một đồng minh. Và điều đó có lý vì từ góc độ của chính quyền nước chủ nhà của Hamas là đồng minh của Mỹ. Ngay sau khi nhậm chức, chính quyền Biden đã chỉ định Qatar là đồng minh lớn ngoài NATO. Đây là danh hiệu tương tự mà Israel đang được hưởng. Bằng cách coi Qatar như một đồng minh thay vì trừng phạt nước này, vì vai trò trung tâm ở nước này ở mọi cấp độ trong cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas, thì chính quyền Mỹ lại một lần nữa vi phạm luật pháp quốc tế, và người Mỹ cũng đang phản bội đồng minh Israel. Trong cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ phản đối mục tiêu chiến tranh của Israel là xóa sổ Hamas và phá hủy khả năng cai trị của tổ chức này bằng mọi cách ở Gaza. Thay vào đó, Tổng thống Biden đã vẽ ra một sự phân biệt giữa những nhà lãnh đạo cực đoan của Hamas và những phần tử Hamas không cực đoan. Tổng thống Biden cũng tán thành ý tưởng rằng Israel nên hạ gục Hamas qua vài trận chiến
nhưng không được chinh phục hoàn toàn dải Gaza. Và ông gợi ý rằng chính quyền Palestine do PLO kiểm soát sẽ là cơ quan hỗ trợ Hamas nên đứng ra cai trị Gaza. Với tư cách là một cường quốc, Hoa Kỳ có thể đồng thời đứng về phía Israel và cả Hamas. Và đó rõ ràng là chính sách hiện tại của chính quyền Biden. Rõ ràng, mục tiêu của chính quyền Biden là ngăn chặn Israel giành chiến thắng và buộc nước này phải chiến đấu với tỷ số hòa trong trường hợp tốt nhất. Điều này là hoàn hảo đối với Hamas. Tổ chức khủng bố này sẽ tiếp tục tồn tại cùng với Hoa Kỳ, Iran, Qatar, thế giới Ả Rập và phương Tây. Họ sẽ xây dựng lại chính mình một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Riêng đối với Israel, đó sẽ là một tai họa có quy mô như là trong Kinh Thánh. Đó là một Israel đơn độc trên thế giới và bị đồng minh là Mỹ đối xử tệ bạc. Israel sẽ thoát ra khỏi cuộc chiến với vị thế trong khu vực bị lung lay. Hòa bình với Ai Cập và Jordan có thể sẽ không tồn tại được lâu. Hiệp định Abraham sẽ được hủy bỏ và chính ý tưởng bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia sẽ bị đẩy xuống hố ký ức. Iran sẽ trở thành siêu cường khu vực và chỉ trong vòng vài tháng có thể sẽ thử vũ khí hạt nhân. Nói tóm lại, tương lai của Israel là rất ảm đạm, thưa quý vị. Riêng về mặt dư luận của Israel, thì rõ ràng công chúng Israel hiện đã đoàn kết sau lưng chính phủ với mục tiêu là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Nhưng mà khi nhận ra tình trạng này, trong chuyến thăm ngắn ngủi tới Israel vào ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra quan điểm về cuộc gặp với tổ chức bán quân sự anh em vũ khí, tức là Brothers in Arms, là lực lượng xung kích, là trụ cột của các cuộc bạo loạn chống chính phủ. Các thành viên của nó thường xuyên tấn công các bộ trưởng chính phủ và các thành viên Knesset, tức là quốc hội, từ liên minh cầm quyền của Netanyahu, cũng như các học giả, doanh nhân, các nhà báo ủng hộ chính phủ Netanyahu. Tổ chức bán quân sự, anh em vũ khí, Brothers in Arms, đã tìm cách làm suy yếu tính sẵn sàng của lực lượng quân đội Israel IDF bằng cách kêu gọi các thành viên của các đơn vị dự bị chủ chốt, trước hết là các phi công của lực lượng không quân, từ chối phục vụ dưới chính phủ Netanyahu. Rõ ràng là mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với tổ chức Brothers in Arms là một tín hiệu xấu đối với Netanyahu. Tương tự như vậy, liên quan đến quyết định của Antony Blinken muốn gặp thủ lĩnh phe đối lập là ông Yair Lapid trong chuyến thăm hôm thứ hai cũng là một tín hiệu khác nhắm đến Netanyahu. Nói một cách khác rõ ràng hơn là nếu mà Netanyahu không khuất phục trước áp lực của chính quyền Mỹ để cứu Hamas, thì chính quyền Mỹ sẽ quay sang kết nối với tổ chức bán quân sự anh em vũ khí Brothers in Arms và thủ lĩnh phe đối lập Yair Lapid để phá hoại sự ổn định nội bộ và sự gắn kết của xã hội Israel một lần nữa. Ông Netanyahu, người đang gặp khó khăn về mặt chính trị sau vụ tấn công, có thể đang sống những ngày cuối cùng trên cương vị lãnh đạo quốc gia. Thậm chí nhiều người đang ủng hộ nhiệt thành nhất của ông ta còn cảnh báo rằng ông có thể bị buộc phải từ chức khi chiến tranh kết thúc. Cho dù Netanyahu có nhìn thấy kết cục trước mắt như thế nào, hay là còn tin rằng mình sẽ có thể tiếp tục nắm quyền sau khi chiến tranh kết thúc, thì tương lai và di sản của ông ta giờ đây đang thực sự bị đe dọa. Nếu Netanyahu đứng lên chống lại Hoa Kỳ, thì ông có thể phải đối mặt với sự tái diễn của các cuộc biểu tình bạo lực chống lại ông và chính phủ của ông. Và nếu điều đó xảy ra, thì mục tiêu của những kẻ tổ chức biểu tình sẽ là làm suy yếu tinh thần những người lính trong thời chiến. Và đánh giá theo cách đưa tin của các phương tiện truyền thông cho đến nay, thì lúc đó, thưa quý vị, những kẻ bạo loạn sẽ được hầu hết các cơ quan truyền thông trong nước ủng hộ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, nếu Netanyahu
kiên quyết đứng lên chống lại Biden, thì ông Netanyahu sẽ tạo cơ hội cho các binh sĩ và chỉ huy của IDF chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến này, đánh bại Hamas và bảo vệ Israel trong nhiều năm tới. Nhưng mà nếu Netanyahu không đứng lên chống lại Hoa Kỳ, nếu ông chùn bước, áp lực từ Washington sẽ không dừng lại. Sau chiến tranh, ông Netanyahu sẽ bị cách chức, di sản của ông sẽ mãi mãi tan vỡ, và Israel mà ông sẽ bỏ lại phía sau sẽ là nơi mà chủ quyền của người Do Thái sẽ bị nghi ngờ lần đầu tiên sau 75 năm. Bây giờ là thời điểm quyết định của Netanyahu chống lại Hoa Kỳ và tiêu diệt Hamas tận gốc rễ, hay là phục tùng Hoa Kỳ, buông tha Hamas. Trái bành đang trong chân của Netanyahu và ông ta chỉ được phép đá đúng một lần duy nhất. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.